Hơn một năm rồi mới quay trở lại sân bay sau một thời gian dài nghỉ dịch không dám đi đâu cả. Hôm nay tôi quay trở lại sân bay Nội Bài và thực hành trải nghiệm một cái dịch vụ mới của một cái hãng hàng không mới, đó là Viettravel Airlines, một trong những hãng hàng không du lịch đầu tiên tại Việt Nam. Giá còn rất rẻ, thực ra là giá cũng là một phần thôi. Mình cũng muốn thử đi trải nghiệm một cái dịch vụ mới ngay khi biết hãng hàng không này chính thức đưa vào khai thác sử dụng. Thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm cái dịch vụ của hãng hàng không mới này bằng chuyến bay mình đi nhé. Mình mới quay trở lại để sân bay Nội Bài để thực hiện cái chuyến bay đi đầu tiên, cái hành trình của mình sau cái kỳ dịch Covid. Hôm nay gia đình nhà mình đi vào Quy Nhơn là một trong những cơ sở để kinh doanh nghỉ dưỡng của mình ở trong đấy, và trải nghiệm của mình là hôm nay mình muốn trải nghiệm một cái dịch vụ của một hãng hàng không Viettravel Airlines có ký hiệu là VU. Ký hiệu của hãng hàng không này là trên vé máy bay là VU. Đây là chúng ta có thể nhìn cái diện mạo của hãng hàng không Viettravel Airlines, màu sắc và thương hiệu của người ta như thế này. Màu sắc và thương hiệu.
Đây cái ví của anh. Mình là công ty đi nghỉ hả chú? Thấy toàn đông nhỉ? Và chú bao nhiêu người? 15 người. Thank you.